Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Bếp Việt xin chia sẻ với các bạn món mứt dâu. Và mứt dâu mình sẽ ăn được với rất nhiều món ăn. Và để làm món mứt dâu thì ở đây em có 1,5 kg dâu sau khi mà mình cắt cuốn rửa sạch sẽ hết ở đây cả nhà. Nếu mà mấy cái quả dâu to như vậy á, thì mình sẽ cắt đôi ra ha. Nếu mấy quả nào bé bé thì thôi, còn nếu mà ở to mấy cái quả dâu đây mình sẽ cắt đôi, cắt ba, cắt tư. Rồi, thì mình để dâu qua bên ha. Và 1,5 kg dâu thì em sẽ sử dụng là 1/2 kg đường phèn. Vì em thích vị chua chua cho nên em cho ít đường. Còn nếu mà cả nhà thích đường ngọt hơn xíu thì mình cho nhiều đường hơn, tùy theo khẩu vị của mình. Và để tăng thêm hương thơm á, ở đây em cho thêm 3 quả tắc. Khi mà mình cho vào mình nấu với dâu á. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ cắt dâu ra và mình ướp đường nha. Ơi, mình cho đường vào trong dâu nha. Đây cả nhà, một thau luôn, mình cho 1/2 kg đường, hoặc là các bạn có thể thêm đường cũng được nữa, tùy theo khẩu vị của mình thôi. Ở ngoài hàng người ta cũng bán nhiều lắm nhưng mà nó ngọt quá, mình không hợp với khẩu vị của mình, cho nên mình sẽ tự làm, nó sẽ bị chua chua ngọt ngọt nhẹ thôi. 1,5 kg dâu và em dùng 1/2 kg đường, và sau đó mình cho vào đây thêm một chút xíu muối nha, các bạn dùng muối nào cũng được, một chút ít muối thôi. Rồi giờ mình sẽ đảo lên, đều lên, mình trộn đây khoảng chừng tiếng cho nó ra nước đường với dâu á cả nhà. Mình ướp, mình trộn đây, mình để khoảng chừng tiếng cho này nè, đường với dâu ra nước, sau đó mình sẽ cho lên chảo mình đun nha. Rồi, mặt thau luôn. Rồi các bạn ơi, dâu mình ngâm khoảng chừng hơn 30 phút cái phần đường nó ra rồi nè cả nhà. Cái này không phải là nước không ha, mà không phải là mình cho nước vào đâu, mà là nước đường đó, nước đường ở trong dâu ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình đun. Mình đun khoảng chừng 30 phút rồi nè, phần dâu của mình nó sánh lại rồi ha, tan đều hết rồi nè, nhưng mà vẫn còn cái lần cợn của quả dâu á. Rồi bây giờ mình sẽ hạ nhỏ lửa nha, rồi mình để thử xem dâu được hay xong á. Mình lấy cái muỗng, mình lấy một ít dâu mình để ra ngoài vậy nè, đây ha, xong mình cho ra ngoài, các bạn thấy nó kẹo rồi ha, để xíu cho nguội đi. Rồi mình lấy cái tay mình kéo, nếu mà hai đường dâu này nó không có dính vào nhau á là được rồi đó cả nhà, vậy là được rồi ha. Này, em làm lại lần nữa cho cả nhà dễ nhìn thấy nè, mình múc dâu mình nhiễu xuống mình thấy nó có nó sánh lại vậy nè. Rồi lấy tay mình kéo ra, nếu mà hai đường dâu nó còn chảy vào nhau là chưa được ha, còn nếu mà nó chưa chảy là được. Dạ được rồi cả nhà, mình tắt bếp, mình để cho dâu nguội xíu rồi mình sẽ cho vào trong hộp ha. Và món dâu này mình có thể dùng để ăn với sữa chua, hoặc là ăn với bánh mì ăn sáng, hoặc là mình làm một món nước dậy khác. Các bạn ơi, các bạn xem clip nếu mà thấy bổ ích, các bạn hãy đăng ký, like và share nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn ơi, dâu sau khi mà nguội rồi đó, mình cho vào hũ nè các bạn. Nhìn màu đỏ ao mà xinh chưa nè, nó sánh lại rồi, nó nguội xíu là nó sẽ sánh lại vậy nha. Đây, mình làm được 3 hũ, 1, 2 và 1 hũ đằng kia mình để cho nguội. Rồi bây giờ mứt dâu mình sẽ dùng được rất là nhiều món ngon. Ở đây mình có một ít mứt dâu mình cho ra dĩa nhỏ đây nè ha. Rồi đây nè cả nhà, mứt dâu mình làm xong nó phải sánh lại vậy nè. Mà ở ngoài hàng thì bán nhiều á, nhưng mà mình làm thì nó sẽ vừa với vị mình hơn, mình ít đường lại có vị chua chua ngọt ngọt. Và bây giờ mình sang mứt dâu với sữa chua nha. Rồi cho một ít mứt dâu lên sữa chua, các bạn có thể đổ ra ngoài cũng được, hoặc mình để trong hũ luôn đi cho nó tiện. Đây một ít mứt dâu sữa chua nhìn hấp dẫn ha. Đây cả nhà, một ít mứt dâu với sữa chua trái cây tuyệt vời ha. Rồi mình có thể sử dụng mứt dâu với bánh mì để mình làm bữa ăn sáng, bữa ăn nhẹ ha. Cho một ít mứt dâu lên trên bánh mì. Tuyệt vời ha cả nhà. Xin mời cả nhà ăn sáng với mứt dâu và bánh mì.
Rồi mình có một bữa ăn sáng ngon lành. Và ở đây mình có một ít mứt dâu mình để ra rồi, mình cho vào đây một chút xíu nước. Hoặc là cả nhà có thể cho soda. Rồi mình quậy lên ha. Rồi cho vào đây một vài viên đá. Món nước dâu. Mình sẽ có một món nước dâu thơm ngon. Xin mời cả nhà mình. Các bạn ơi, các bạn xem clip nếu thấy thích ha, các bạn đăng ký giúp mình nha. Chúc các bạn thành công với các món ăn làm từ dâu. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.